Bây giờ mình sẽ giải thích cái mặt này thì sơ sơ cái mặt này cho anh em ha. Mặt này có hai cái đồng hồ này, hai nhà ha. Mình sẽ có hai cái đồng hồ ha. Đây. Cái đồng hồ thứ nhất nó nhà thứ nhất nó khống chế qua cái CV này ha. Đồng hồ nhà thứ hai nó khống chế qua cái CV này. Ở đây mình thiếu này ha. Ở đây nó lại cái đồng hồ này mình đây mình vẽ thêm công tắc nữa ha để khống chế chế độ, tức là khi nào mình muốn bật qua chế độ mình auto để theo timer thì mình bật, khi nào không cần thì thôi ha. Thì cái đồng hồ của nhà lắp vào đây hóng mát đây ha, thì ngay cái sau cái CB này ha, sau CB thì nó cái này là cái phần này động lực ha, hai cái dây này hai dây động lực nè, động lực cấp nguồn cho con phởi này ha. Đấy. Và từ cái con phởi này nè đi xuống nó cấp cái CB này, CB này đi ra nhà bên này vậy ha, đi vào đây. Cái phần này phần động lực, chúng ta đừng quan tâm ở cái chỗ này ha, đây chỉ quan tâm ở chỗ này nè. Thì cái bên này là cái nguồn thường trực đó, cho nên là mình sẽ lấy cái nguồn thường trực mình đi cấp cho đồng hồ mát nè. Thằng này cái cuộn hút của nó là A1 A2 á, thì nó nằm đây nè ha. Đây là cái cuộn hút của nó nè. Thì ở đây mình sẽ chích, mình lấy dây từ đây mình đấu vào đây ha, mát cho này, mát cái này đi từ đây nè qua đây ha, thì đấu cho cái relay ha. Đây là relay nè, nó tương đương con relay nè, relay á. Hai cái chân cấp nguồn của nó là chân cấp nguồn, hai cái chân của nó là chân dưới này nè ha. Thì cái chân này nó có một cái cặp tiếp điểm nè ha, cặp tiếp điểm mà đây tiếp điểm ha. Thì cái cặp này nè, cái cặp cặp này với cặp này là cặp tiếp điểm thường đóng ha, tiếp điểm thường đóng ha, thường đóng. Thì cái mục đích của xài cặp tiếp điểm thường đóng là khi mình đến cái thời gian á, thằng này nó sẽ ngắt cái khởi này ra nè ha, ngắt khởi này ra thì cho thằng này đóng vào ha. Đấy. Thì cái mặt này á, nó chỉ khóa chéo là khóa chéo cái thằng này thôi. Cái tại vì thằng này là nguồn thường trực, nguồn luôn có á, cho nên cái nguồn luôn có này nó sẽ khống chế cái nguồn này, khóa chéo cái thằng này. Thì đây nè, cái ngõ ra đi cấp nguồn cho timer này ha. Thì cái timer đây. Đây cái timer này ha. Đó. Thì timer nào cũng vậy á, timer này nè, cái chân F1 S2 á, R1 R2 ha. Thì F1 S2. Đó. Thì mình sẽ cấp nguồn nóng mát vào đây ha. Cái chân mát ở đây nó thông qua đây rồi, mình không xài nữa. Thế hồi nãy mình đấu vào đây rồi mình lấy từ đây mình câu qua đây luôn cũng được, em không cần. Thì khi mà mình hẹn tới thời gian thì nó đóng cho thằng này có điện thì thằng này nó hút xuống thì cặp tiếp điểm thường đóng của nó sẽ hở ra và nó ngắt cho cái con này ha. Còn ở cái vị trí bình thường á, khi mà cái chế độ bình thường á đúng không? Chế độ bình thường hay thằng này đang có này ha. Nếu có thì điện nó sẽ đi từ điện động lực, nó sẽ đi từ đây nè ha. Đây đây. Cấp cho con này. Còn cái nguồn điều khiển á, nguồn điều khiển nó đi từ đây nè ha. Đi từ đây. Nhưng mà cái đồng hồ này nè, cái đồng hồ này nó luôn có ha, đồng hồ luôn có thì nó là cái cặp tiếp điện thường đóng mà ha. Ở vị trí bình thường á ha, vị trí bình thường á thì nó không liên quan đến đây. Thì nó sẽ lấy nguồn từ đây đi, thằng này luôn có, thằng này hút nè ha. Mình hút. Ha, mình hút. Xong thời gian á ha. Thời gian thì cái thằng này nó sẽ đóng, nó ngắt ra khi mình hẹn đến cái giá trị của thằng này nữa ha. Nó sẽ ngắt ra thì thằng này mất và thằng này có vào, thằng này nhảy vào. Và cái thằng này nó đang bị khống chế nữa ha. Khi mà thằng này hút được thì thằng này không đóng được, tại vì thằng này nó đang bị khống chế nè. Mát của nó đây đúng không, nóng nó đang bị khống chế nè ha. Từ đây nè, đi từ đây và tiếp điểm, cái cặp này là cặp tiếp điểm thường đóng ha. Thì khi con này đang hút thì cái cặp này nó hở ra, ngay khúc này nó đang hở ra như vậy thì nó sẽ không, con này nó không có được. Tại khi con này nó, khi con này bị mất á thì cái cặp này, cái chân này nè nó mới đóng thông từ đây tới đây. Thì cái nguồn điện của thằng này nó sẽ đi nè, từ đây nè vào cái vị trí này, qua vị trí này đi từ đây về đây, cấp nguồn cho phụ này hút xuống. Còn vị trí này thì nó luôn có điện thường trực ở đây rồi, mát ở đây rồi ha. Đấy. Thì cái mặt này nó bao giờ cái con này nó không có điện thường trực hết. Còn này có điện được khi con này mất thì cái cặp này nó sẽ được đóng lại thì nó sẽ nhảy cái con này sẽ có điện từ đây này, thì con này nó hút xuống ha. Đó. Như vậy thôi. Còn cái con phổi này vứt ra mất con Schneider hay những con khác không vậy ha, thì cứ bên này nè, cặp này là cái chân, những cái chân này là chân cấp nguồn ha, chân nguồn, quan tâm cái chân này thôi, chân này là chân cặp tiếp điểm thường đóng của con này, nó sẽ khóa chéo cho con này, tức là khi con này hút nữa, thì con này nó không hoạt động được, khi con này mất thì con này nhảy vào, thì mình sẽ lấy cái thường đóng của con này nè,
những con khởi khác thì chúng ta lấy những cái tiếp điểm thường đóng á, ha, thường đóng của con thứ nhất này, quá cho con này thôi, ha, quá cho con này. Còn cái relay này á, relay này thì nó sẽ có nhiều cái cách đóng ha, mình sẽ khóa như vậy, đó, cái dung lượng ha.